bữa nay có cá nha. Hôm qua mình cũng thấy đẹp không? Nhìn đàn cá nè, chị chế. Sẽ đi qua bên kia đó. Ăn salad. Trời, gió mát quá. Cái cây cúc ở trên kia hả? Nắng lắm. Ăn salad uống cam giác. Nắng xem nở nè hả không? Rồi coi các bạn chơi. Mình sẽ vô đây ngồi nè. Đó, góc này ha. Sumi sumi nè. Tại vì Jenny đi làm giấy tờ xong được về sớm nên là Jenny ghé tầm sân trước nhà luôn, không có leo lên trên lầu để mà lấy cái đồ mà chải với cỏ đó, nhưng mà Jenny cũng dùng cái túi